Love is love. Adios. Đây là các đầu lòng. Rồi mở tròn, mở giảm. Nào có một con miên cóc luôn nhưng mà như là bé thôi đi. Đây là review đi. Đây là con mở tròn. Hạt xương. Hạt xương mở tròn. Đây là bút chim nha các bạn. Nó khá là nhẹ. Ê đã, lắc lắc cho bạn, lắc thử coi. Lắc cho nó dễ coi coi. Lắc cái sẹo. Lắc sẹo được, lắc được. Một. Hai con. Để cho em nữa quay. Con làm miền Mai đó nha anh em. Rất là nhiều luôn. Các bạn này mua thì táo phụ quý. Các bạn mua thì táo phụ quý anh em. Rất là nhiều táo. Cái gì vậy bà nội? Đây. Có một cái mỏ thái được nè. Ngoài quẩy. Đánh giá lăng nem nem cũng gây rất là nhiều đầu đẹp. Cái con bò chạch chạch giờ là tới em cắt cháu nha. Em có thể tới nha. Đây có nhiều là con đẹp, con vàng, nhiều con cam, con sơn cam hơi nhạt nha anh em. Còn bên kia là hai con màu, bên kia là hai con màu vàng anh em. Bên quên review của sao đây. Ủa có cái động con ấy mà con là đây, còn có rất nhiều lăng coi. Cho chị im nha. Đây là đồng xe ra đi. Đi đầu chị im nha. Mấy đứa. Nói chung là đầu đây là có rất là nhiều đầu cho dành cho mày, đừng có cầm mấy nó dập đó. Đây là đầu con đi chỉ anh em. Đấy, rất đẹp luôn. Còn rất là nhiều đầu trên đây nha. Ồ có quần đồ cờ đồ luôn nha. Đúng rồi, đúng. Có cờ có éo luôn nè. Nói chung là rất là nhiều đầu kim xe hộp liệu luôn anh em ơi. Đây. Đây. Tôi sẽ review con sáng này thôi. Sáng tím vàng đỏ. Đấu mèo. Xe anh em. Có hai chuỗi luôn nè anh em. Không miệng luôn. Tôi đánh giá lần nem nem của Vy là
làm rất đẹp, có rất nhiều hàng mới nhập về như cái con Lâm Kiều đây nha anh em, rất nhiều mèo luôn, đủ mèo sắc luôn, mèo riêng là mèo cam nhạt, mèo hồng, mèo xám, mèo đỏ, mèo vàng, đủ loại mèo, có mèo đỏ, bảo đi rất là nhiều, rất đẹp trai nha anh em, cái gì vậy bà nội? Cái này mèo tôi ra được như vàng đây nè. Đây nè, ba nè. Không có tay cái lăng ra nó bị được. Có cả bác cháu nha anh em. Anh em nào muốn có bụng bầu thì cứ liên hệ cho phụ huynh. Là cái bạn. Có bao nhiêu tiền luôn. Ba đi theo tôi nha anh em. Đây, đây là tôi muốn bao nha anh em. Đây, hello anh em nha. Đây. Đây là con mèo vàng. Để chấm ăn chấm ăn. Đâu. Mày ơi. Đây con mèo vàng. Đây cho luôn. Cho nó rộng rộng đi cho dễ. Đó, rất đẹp luôn nha anh em. Đây để hút miếng xì gà. Lan ngầu miếng xì gà. Đây nè, đình đi cho ông Bảo muốn cái đầu đây nè, được đó. Đây. Nhưng mà cũng là bạch mai hết nha anh em. Nói chung là lăng đêm nay cũng vui là không thiếu một cái con lăng này luôn. Nghe chưa? Giờ là qua tới đâu, chắc chim cháu nha các bạn. Gõ một bài đẹp rồi đừng. Đây nè, có lăng nè. Trong đây nè, có hai cái lời son. Mày bê có một con gì với mày. Da nó cũng khá là căng. Không có cái loại sơn nào luôn. Nhưng mà nó vẫn vàng nha anh em. Nhưng mà nó vẫn là như cỏ rất là êm. Vẫn vàng. Đây các bạn muốn mua đồ trung thu hay đồ chơi thì hãy xuống cùng Vi. Đây cùng Vi đây. Ủa đồ không. Rách có mấy cái áo phèo nữa. Đây áo phèo. Đây áo phèo. Đây.
phượng vi là nói chung phượng vi năm nay là những đồ vũ lăng đây, phượng vi năm nay là những đồ vũ lăng là đều rất là đầy đủ nha, không thiếu một món gì. Phượng lăng xa xanh bát giáo ngũ văn cháu không là cháu ông chị chào chị hai và những món đồ cha chi là không thiếu một món gì. Anh em nếu như có thể được thì cứ liên hệ cho phượng vi, có lòng tin anh em nào muốn rước không thành thì cứ rước luôn. Đây có chiên nữa nha. Đây là các phụ tùng cho người chơi múa lăng. Và có cả gì ta? Cái đây con ra gọi là gì mày? Mày. Cái nào? Cái nào? Con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Anh em làm đi có like cũng được nha anh em. Đây này. Anh em để giày tù má gái nhiều nè. Vậy cái đây là cho gái gái ai là con gái đeo vô đâu. Nó có đèo luôn nha anh em, đèo chiếu trong nhé, luôn đây. Má đi rút tiền mà mang đem cái đây chứ cần thêm cái loại đèo nữa đồ. Đấy, đồ chai nhìn đi luôn mọi người. Nói chung là lăng nghe khá là đẹp. Khá là nhiều mẫu lăng. Còn mỏ giảm, mỏ tròn, Phật sơn, Hàn sơn. Rồi tao lũ phú chị á. Love is love. Adios.